Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức mới, kênh tổng hợp thông tin nóng hổi có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến với nội dung bản tin ngày hôm nay. Xót xa trước cảnh người chồng mắc võng nằm bên mộ vợ trong cơn mưa. Dư luận trên mạng xã hội từng chứng kiến không ít những câu chuyện tình nghĩa vợ chồng gây xúc động và khiến nhiều người rơi nước mắt. Hình ảnh người đàn ông trung niên nằm buồn trên chiếc võng mắc kế bên mộ vợ được đăng tải mới đây chính là một trong những trường hợp điển hình như thế xuất hiện trên mạng xã hội mới đây là đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông trung niên mắc võng nằm buồn bên cạnh ngôi mộ mới xây. Đính kèm là bài viết xúc động của cô con gái, chia sẻ về việc mẹ mình mới mất được 4 tuần nhưng bố vẫn ngày đêm thương nhớ khiến ai nghe qua cũng cảm thấy chua xót nghẹn ngào. Mẹ mất 4 tuần rồi mà trời mưa, cha ra nằm vậy không chịu vào nhà, cha nói sợ mẹ lạnh buồn, nằm chi ngoài này lạnh lắm bà ơi. Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn video, thì mẹ cô vừa mất được gần 4 tuần. Vì quá nhớ thương người bạn đời cũng như sợ bà xã lẻ loi nên từ lúc xây nên ngôi mộ, ông bố đã mắc võng ra nằm bên cạnh. Dưới cơn mưa tầm tã, người đàn ông trung niên nằm buồn bã và co cụm thân thể lại trên chiếc võng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Có lẽ ông đang buồn lắm và không thể nào tin được người vợ chung sống cùng vất vả xây đắp gia đình bao năm, bây giờ lại nằm im, không nói một lời ở ngôi mộ bên cạnh. Ngay khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận về không ít sự quan tâm từ dư luận. Đoạn video đã nhận về hơn 30.000 lượt tương tác cùng hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ từ dân mạng. Tất cả mọi người đều bày tỏ sự xúc động, nghẹn ngào trước hình ảnh đơn độc lẻ loi của người chồng. Tình nghĩa vợ chồng đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Nhìn cảnh mà thấy xót xa thật sự. Chắc lúc sinh thời chú ấy yêu cô lắm nên mới có cảnh chia ly đau lòng nhưng không nỡ xa rời thế này nhìn biểu cảm của chú thấy thương và nghẹn lòng lắm. Hiện tại, đoạn video về sự việc trên vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn từ đông đảo dư luận. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ xúc động trước hình ảnh nghẹn ngào và xót lòng trước tình cảm của ông chú dành cho người vợ vừa mới qua đời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và theo dõi kênh để cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!